Chào mừng tất cả các anh em đã quay lại với kênh Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Sẵn hôm nay thì em lên video cho anh em mình một số dòng máy đang có chương trình rất là tốt, và đặc biệt em sẽ lên cho mình cái combo giá rẻ nhất từ trước đến nay. Và trước khi vào giới thiệu sản phẩm, em sẽ nói về những chương trình hiện tại có tại Máy Móc Việt Nam Bình Tân nha. Thì hiện tại bên em có chương trình rất là hot để hỗ trợ cho những anh em đang gặp khó khăn về kinh tế và tài chính, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình và hỗ trợ trả góp nha anh em. Với những cái đơn hàng từ 2 triệu mốt đổ lên thì bên em sẽ hỗ trợ anh em mình trả góp và trả trước 0 đồng. Ở chương trình rất là hot hiện nay. Và cái chương trình này em sẽ nói cho anh em hiểu rõ luôn, thì thủ tục rất là đơn giản. Anh em chỉ cần mang căn cước công dân của mình đến Máy Móc Việt Nam Bình Tân để bên em lên hồ sơ cho mình. Chương trình này em chỉ áp dụng trực tiếp tại cửa hàng nha anh em. Hoặc là ví dụ như anh em ở xa nhưng mà muốn hỗ trợ trả góp thì anh em chụp căn cước trước giúp em để bên em lên hồ sơ xem ngân hàng có việc qua cho mình hay không. Và ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh em mình đó là ngân hàng HD Sài Gòn nha anh em. Thì tiếp theo mình đến với cái sản phẩm mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em mình nha, đó là con máy cưa xích dùng pin chân pin phổ thông của hãng Detong. Và cái dòng này thì trước đây em cũng đã từng review qua một lần rồi. Hiện tại em sẽ lên cho mình cái gói combo giá tốt để anh em mình có thể đầu tư và tiếp cận nha. Rồi, mã của nó là M21CS08BL. Trước đây thì em thường review cái mẫu này á, cái hộp của nó chỉ là phân nửa thôi anh em. Là lúc thời điểm trước á, là hãng nó không có lắp cho mình một con máy hoàn chỉnh về anh em tự lắp. Và hiện tại con máy được giảm giá xuống so với thời điểm trước. Ngày xưa là 1.650.000, hiện tại nó giảm chỉ còn 1.550.000 thôi. Và được nâng cấp thêm cho mình là một cái vali to hơn, lớn hơn. Và hiện tại con máy này đã được lắp đặt hoàn chỉnh cho anh em mình luôn rồi. Anh em về chỉ cần cắm pin vào sử dụng thôi. Ở đây là hình ảnh mô phỏng con máy nha anh em, hệ chân pin phổ thông. Với những anh em nào mà chưa biết về sản phẩm của Detong thì M21 là chân pin phổ thông thông dụng nhất thị trường hiện nay. Thì đến với Detong thì anh em được bảo hành lên đến là 6 tháng nha anh em. Và đây là một số thông số của con máy sử dụng chân pin 21V, chân pin phổ thông. Nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu rồi đó. Motor nó là motor từ không chổi than. Cái lam của nó sẽ tính từ ngay cái đầu anh em có thể cắt đó, thì tính ra thì tầm khoảng là 200mm. Tốc độ của xích với lam nó sẽ là 8m/giây, tạo ra khả năng cắt cũng rất là hiệu quả cho anh em mình. Tới những cái cành cây gốc cây lâu năm thì anh em theo dõi đến hết video để cùng em test thử con máy xem nó cắt cây cắt cành nó có hiệu quả không nha. Rồi, ở đây thì chúng ta có một con máy có cái nơi chứa, khi anh em cắt nó sẽ tự động tra dầu tra nhớt cho mình luôn, tự tra lam luôn nha anh em. Trọng lượng của con máy này sẽ rơi vào 1,75kg. Chúng ta cùng nhau khui xem bên trong nó có thêm những cái gì không nha. Ok anh em, thì khi anh em mở máy ra thì hãng đã lắp đặt cho mình một con máy hoàn chỉnh so với trước đây. Họ có cái bảo vệ lam cho mình nữa nè. Thì ngoài ra chúng ta còn có thêm những cái giấy bảo hành, với lại là những cái khóa lắp lưỡi lam, có những cái vít để anh em có thể điều chỉnh. Rồi thì nói về con máy một xíu nha. Về con máy thì nãy chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi, ở đây là cái nơi anh em có thể chế dầu nhớt vào, nó sẽ tự tra khi hoạt động. Motor là không chổi than luôn nha em sẽ nói về cái mã của nó lại nha. M21CS08BL là mã của con máy nha anh em. Thêm một cái điểm cộng mà em thích ở trên con máy này, nó có một cái nút nguồn. Nút nguồn này nó thay thế ví dụ như là kiểu như là bảo vệ người dùng đó nè. Đây, ở đây thì nó có một cái nút nguồn nè anh em. Anh em ấn giữ nó sẽ có ba nấc này, khi nào mà đèn nó chạy 2 lượt thì con máy nó sẽ hoạt động nha, khi anh em kết hợp bóp công tắc. Rồi thì ở đây em sẽ giới thiệu cho mình về cái combo giá rẻ. Thì với combo giá rẻ này anh em sẽ kết hợp được với viên pin mới nhất của hãng, đó là viên pin màu đỏ có mã là M21B3A5C. Kèm theo đó là một cục sạc luôn nha. Trị giá của cái combo này chỉ có 520 thôi. Anh em lưu ý là hai cục này, cục pin và cục sạc này nó đi đôi với nhau nha. Anh em không có thể nào mà sử dụng những cái cục sạc nhanh để thay thế cho cục sạc này nha. Nó đi chung với nhau. Rồi, với cái mẫu pin này là mẫu pin mới nhất của hãng luôn, màu đỏ nè anh em, rất là đẹp mắt. 10 cell pin, báo pin ở bên trước nè. Thì bây giờ thì chúng ta cùng nhau test máy nha anh em, xem khi anh em kết hợp với cái dòng pin giá rẻ này á, khả năng và hiệu quả cắt nó như thế nào nha. Thêm một đường nữa nha anh em. Cắt cực kỳ ngọt với cái dòng máy CS08BL của hãng Detong sử dụng chân pin phổ thông như thế này nha. Rồi ok anh em mình nha, sau khi cùng em tìm hiểu cái gói combo này và kết hợp nó để trải nghiệm thực tế, anh em cảm thấy con máy này như thế nào ạ? Anh em có cảm nghĩ gì về cái khả năng của con máy, có thể để lại comment phía dưới giúp em nha.
Rồi thì với cái combo khi kết hợp này á, chỉ có giá là 2.070.000. Và anh em lưu ý em chỉ áp dụng mua trực tiếp tại cửa hàng nha anh em. Hoặc là anh em ở xa có thể gọi đến số hotline 0906779465 để được bên em tư vấn và đặt hàng. Đó, thì thân máy hiện tại là 1.550.000, kết hợp với combo pin và sạc chỉ có 520 thôi thì ra số tiền là 2.070.000. Anh em nào mà cảm thấy cái combo này phù hợp thì có thể đặt hàng ủng hộ em, hoặc là anh em muốn trải nghiệm thực tế cái dòng máy này thì có thể qua với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Và anh em nên nhớ là bên em đang có chương trình trả góp rất là tốt nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến giây phút này. Anh em thấy video hữu ích thì anh em có thể like để lại một chia sẻ giúp em. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những cái chương trình bên em nhanh hơn và liên tục hơn nha anh em. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo ạ.